kéo vô. Bữa nay em lên làm cái clip á, em mới hướng dẫn chị cái cách tôm nó bị trắng cơ và cong thân. Giờ nó tôm nó ăn xong rồi mình giờ anh em mình đâu bật quạt. Hai nước ở dữ lắm anh chị. Xin chào cả nhà. Cái bí quyết và chị cái công thân đó là sao anh? Cũng như mình nói sơ và bình luận thì cái công thân thì mình xài theo cách của mình thì cũng đã nhiều vụ là thành công, nhưng mà theo cách của mỗi người xài thì mình không biết. Nhưng mà công thân với động cơ thì mình
Lúc cái trước tiên là mình nâng cái mật độ kèm cho nó lên đủ độ chuẩn của nó tầm khoảng 100 đến 140 là cái đó. Xong rồi mình hỗ trợ thêm, mình cho ăn, mình hỗ trợ thêm cái như là sữa, mà cái sữa không đường á, không đường á mình trộn vô 3 kg thức ăn thì khoảng 1 bịch. Rồi mình kết hợp thêm, mình xài cái phán nóng á, cái phán nóng thì bằng tầm khoảng 3 giờ chiều, tầm khoảng 3 giờ chiều mình đánh đánh suốt, mình quậy ra nha, mình đánh đạt đạt xuống ao 2000 mét khối thì mình đánh tầm khoảng 5 kg. Cái phán nóng nó rẻ quý vị, phán nóng mình xài cái dễ tiền thôi, cái tầm khoảng 100 kg đó khoảng 140.000, mình đánh kiểu khoảng 2 bữa. Của thằng nào? Của thằng nào cũng được, cái dòng phán nóng mà mình đổ nước ra mình thọt cái tay vô mà mình nghe nó nóng đó, là mình vẫn bay 2:30 3 chiều mình đánh xuống, là đánh kiểu khoảng 2 bữa vậy. Mình cộng với mình ăn thức ăn, mình trộn cái sữa không đường vô, như là mình nâng cái kèm lên, nâng kèm lên, mình nâng kèm nằm bằng đầu 1.4. Cái nâng kèm mình nó cũng đơn giản lắm quý vị, mình nâng cũng những cái rẻ tiền thôi, như chiều nè, chiều mình ngâm như sáng chứ sáng khoảng 9-10 giờ quý vị ngâm vô nửa bao đô, nửa bao xi với cộng thêm khoảng không biết quý vị xài phán gì mà không biết, nhưng mà đây mình xài là phán của Hà Nam á, phán bao 10 kg 120.000 đó, là mình ba ao mình 2000 mấy khối đó, mình ngâm nửa bao đó với nửa bao xi nửa bao đô, là đầu khoảng 6-7 giờ chiều mình xả xuống cái mình lấy nửa bao khoáng tiếp mình ngâm, mình ngâm khoảng nửa bao vô nóng, không bao ngày sáng mình xả nữa, có gì là khoảng 2 bữa là kèm lên 1.000 rồi. Không có nhiều tiền đâu, tại nó dòng rẻ tiền không à, tại vì một bao khoáng nó có 120.000 mà mình xả 2 lần, xả buổi tối với buổi sáng, mình xả khoảng 2 bữa vậy, thêm cộng thì mình quýnh có bắn nóng 2-3 giờ chiều đó, mình quýnh tầm 5 kg cho 2.000 khối nước thì mình quýnh cũng kiểu 2 bữa vậy, cho tôi biết chưa được khoảng chưa được 1 triệu bạn đó vậy là ok liền. Với lại có điều kiện thì với anh chị cho nó ăn sữa vô, nó sẽ rất là đỡ. 1 kg thức thì khoảng 1 bịch thôi được rồi, 3 kg chứ, 3 kg thức 1 bịch. Là ăn ngày ăn cử 2 cử đó, mình ăn duy trì luôn, ăn thuốc dụ luôn cũng được, tốt lắm, bên nội trong vitamin canxi tốt hơn vậy, nó bổ sung vitamin rồi vô nó đỡ được, không thằng đục cơ mình tôm nó khỏe. Nó như tôm mình nuôi là mình xài như vậy á, không có được chơi. Anh em nào có cái cách nào hay hơn thì cái comment vô để mình chia sẻ với nhau, thân mình chia sẻ thân với anh mà nói mình không thân quá làm như thế nào á, thì mình xài như vậy á, tôi mình không có công thân, từ tôm nhỏ tới tôm lớn rồi tôm vợ cái gì thôi, tôi mình dở lên cầm là bình thường để ok không có gì đâu, đẹp đẹp luôn, không thân gì hết. Còn ăn thuốc ngang được ruột thì mình cũng có comment mấy lúc trước rồi đó, thì chỉ vậy thôi. Còn mình xài cái liều lượng phán vô với chị trong thân thì mình xài phán vô thì mình đánh hàng ngày thì mình đánh giấc tối, nhưng mà kèm nó yếu thì mình gặm lên giấc sáng nữa, nó cũng nhẹ tiền đâu có nhiều. Còn cái bị công thân đục cơ thì mình quýnh cộng thêm phán nóng khoảng 2:30 chiều 2:30 3 giờ chiều thì cái liều lượng mình xài 2-3 ngàn mấy khối, mình xài 5 kg 5 kg là được rồi. Thì để vô mình dở tôm con đi coi, không có tôm không phải lục cơ. Đó, tôm mình là 36 ngày tuổi nè, không giờ nắng luôn, dở bình thường không dở tôm con không lục cơ gì đâu, thoải mái luôn. Đồ quá đẹp ha. Đưa lên xuống thoải mái, mình chỉ xài đơn giản dễ tiền, không có mất tiền đâu. Cái cách của mình á thì mình làm như vậy nè, như mình là cái ao mình ao mình là khoảng 2200 khối nước, là mình này mình đang ngâm đây nè, là nửa bao phán này, còn nửa bao này mình tôm mình không công thân, mình nấu ngâm buổi sáng này để ngày mai mình tiếp đó. Còn vô nóng này thì mình ngâm trước gì luôn, là 3 giờ sáng mình đã xả, còn ở đây là nửa bao đu nửa bao xi nè, ngâm mình còn nửa bao nữa lại nè, đây là ngày mai đến tiếp nè. Đó, mình ngâm rồi tối mình 7 giờ mình xả thôi.
Còn ở đây mình xài nếu mà công thân đục cơ á thì mình xài gắt hai giữa bài chiều á, là mình xài loại ván này nè, chỉ có 140.000 bịch à, 5 kg. Thì cái ao mình 2.000 mấy khối là mình đánh không một bịch gì là mình đánh hai bữa thôi là đứt liền, bảo đảm đứt liền. Còn một cái gì xài sao không biết. Nếu mà mấy chị có cái cách nào hay hơn thì chia sẻ mình comment lên để mình cho mình học hỏi. Dù như mình thì ở đây mình xài vậy đó, là mình xài này khoảng 2 năm trên 2 năm mà không có bị gì đó. Cũng có bị tôm lề lọt không mấy ngày mình vẫn có bị, nhưng mà mình đánh là đứt liền. Mình đánh là đứt liền. Bổ sung vitamin rồi vô. Như hôm bữa cái tôm này của mình là 20 mấy ngày nó cũng có bị dở lên nó gì. Nó bị cái trắng trắng cơ vậy nè. Nó không bị công thân nhưng mà bị trắng từ gân cơ á. Mình có đánh hộp mà mình lấy cái một bịch á, tại ao mình nhỏ mình có ngàn mấy số nước à. Mình lấy bịch chìm rồi quấn hai bữa là dứt điểm liền. Chúng ta có hai bữa thôi, lại bịch có 140.000. Nếu như chạy cho bữa 70.000 đó là dứt điểm liền nè, nay ngon lành nè. Đâu có cái gì nữa. Mình là hỗ trợ dở gió, mình dở bao luôn. Tại vì mình xài mình biết cách trị nó, mình xài như là chưa nắng gì về 2-3 giờ chiều, 3-4 giờ chiều mình dở thoải mái luôn. Cái này mình khuyến cáo mấy anh chị em là nói cái này là thật tình đó nha. Nếu mà quý anh chị em mà ăn nếu mà muốn nuôi được cái về xây lớn á là ăn phải khéo cái thức. Cái đó là mới dễ mới thành công. Cái vậy tính ra ước lượng đầu con. Thì ở đây mình cái tính tỷ lệ ra vô mình thả 100.000 con nó về xây 100 con thì mình cái tính trung bình ra một ngày mình ăn khoảng 35-40 kg là mời, là tại vì 100.000 con thì nó về xây 100 con là nó gian tấn rồi đó. Một tấn là trung bình ăn ngày khoảng 35-40 kg là mình chia ra bao nhiêu cửa mình không biết, rồi trong ngày ăn như đó thôi là bảo đảm an toàn. Về xây lớn hơn, về xây về giải tầm 60 con thì nó ra một tấn, mình tính là 100 con nó ra cũng là tấn rưỡi rồi, thì mình ăn cũng tầm khoảng 50 kg cả đó, là một tấn rưỡi sẽ xây 60 con ăn khoảng tầm ngày 50 kg thôi. Về 40 con, 30 con thì về lúc ăn hết cả ngày chứ một tấn. Cái này của em nữa là lai một tháng 6 ngày không? 2 tháng 6 ngày phải không? 2 tháng 6 ngày. 2 tháng 6 ngày nay chắc nó về được 70 con quý anh chị. Đó nãy em có để quẹt xuống đó. Cái ao này là mình thả là mật độ là giờ là dưới cái phượng cái ao là tầm khoảng 2 tấn nè. Khoảng 2 tấn nhưng mà mình ăn chỉ có 6 ngày 60 kg thôi nè. Nó tôm đẹp ghê chưa? Tôm xây 70 con. Tại mình thả có 150.000 à. Thì giờ nó tầm khoảng 2 tấn nè. Đó, mình ăn ngày 60 kg. Tôm này biết là nó bự ngón tay rồi. Đó, tôm đẹp rồi, vô can ok không? Rồi mình ăn đơn giản không có tiết kiệm luôn, rồi này mình tiết kiệm tối đa luôn. Về 70 con nha quý anh chị. Rồi thôi hai anh em mình xin kết thúc cái video này đây, chia sẻ cho quý anh chị em coi cùng trải nghiệm. Nếu thấy hay và có ý kiến gì thì cứ comment cho hai anh em mình. Cứ thấy hay thì cứ đăng ký kênh mình để mình theo dõi, có gì đổi mình sẽ hướng dẫn từ từ. Còn anh chị nào mà nuôi lâu năm mà kinh nghiệm dần dần mà hay thấy hay á, có những cách gì nó hay hơn vậy nữa mà nó đỡ tốn kém hơn thì cứ comment cho mình để mình học thêm. Mình cũng đang cần để mình đang cần những cái điều trị mà nó ít hơn, mình sẽ xài cái đó. Rồi các anh chị em cứ comment thoải mái, em lúc nào cũng theo dõi để trả lời quý anh chị em hết. Rồi những anh em nào mà đã bỏ dép cho em thì em sẽ vài ngày em sẽ bỏ dép lại. Rồi hôm nay anh em mình chào tạm biệt quý anh chị em. Mình xài những kiếm nào dòng rẻ tiền mà hiệu quả mình xài, chứ còn xài dòng mắc quá mình xài không nổi. Còn có gì mắc không hiệu quả đâu quý vị. Rồi bye bye. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn những video tiếp theo ạ.